Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định sẽ xử phạt công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận 200 triệu đồng vì đã để xảy ra vụ vỡ hồ chứa bùn thải titan gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều hộ dân tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết hôm 18 tháng 11 vừa qua. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, số tiền phạt 200 triệu đồng đối với công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận cho các hành vi vi phạm gây sự cố môi trường, vỡ bờ hồ chứa nước thải khai thác nước bùn và cát đỏ gây thiệt hại cho người dân. Ngoài việc bị phạt hành chính thì công ty này còn phải khẩn trương có biện pháp khắc phục sự cố ô nhiễm tại khu vực dọc tuyến đường DT719 phía rừng Dương và phía bờ biển, phối hợp với chính quyền địa phương cùng các hộ dân bị thiệt hại rà soát thống kê các thiệt hại để thỏa thuận bồi thường thỏa đáng cho các hộ dân. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt, công ty phải thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả. Trước đó, công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận đã tiến hành đền bù cho hộ dân có xe máy bị bùn cuốn trôi bằng việc sửa lại xe máy và hỗ trợ 8 triệu đồng cho các hộ dân tại xã Tiến Thành có đất trồng chuối và dừa bị nước pha bùn đỏ tràn vào thì được hỗ trợ 15 triệu đồng.